Chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Nhân GT. Vâng, kênh Quân Nhân GT rất vui khi gửi tới những hình ảnh này các bạn xem chương trình. Đó là cầu vượt cảng, vượt cao tốc khu vực phường Nhân Hòa của thị xã An Nhơn hiện nay đang bắt đầu gác dầm. Vâng, đây là cũng là khu vực giao nhau của hai cao tốc thành phần, đó là Hội Nhơn Quy Nhơn và Quy Nhơn Chí Thạnh tại khu vực này các bạn. Vâng, khu vực này cũng là nút giao thông lên xuống cao tốc thuộc dạng lớn nhất nhì tại tỉnh Bình Định, cùng với khu vực nút giao thông tại phường Hội Thanh Tây ở khu vực phía Bắc Bình Định các bạn. Trong dịp lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 thì khu vực cầu vượt tại cao tốc thuộc phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn tiến hành gác dầm. Vâng, từ hướng này đi vào hầm Sơn Triệu và đi thẳng vào trong khu vực đèo Cù Mông, đó là cao tốc thành phần thuộc cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh, có chiều dài là 61,7 km, phần qua tỉnh Bình Định dài 19,6 km. Theo một số thông tin từ các đơn vị thi công, việc gác dầm tại khu vực phường Nhân Hòa khá là khó khăn. Các bạn cũng thấy là khu vực này phương tiện qua lại rất rất là đông các bạn. Toàn các xe trọng tải lớn đi qua khu vực của khu công nghiệp Nhân Hòa cũng như là khu vực Tây Nguyên qua lại khu vực này đông. Cho nên việc gác dầm hay là vận chuyển dầm thường được diễn ra vào ban đêm. Vâng, sau khi hoàn thành thì kênh Quân Nhân GT sẽ quay kỹ hơn về khu vực này cho các bạn xem. We'll be right back.
Đây cũng là nút giao quan trọng và lớn của cao tốc khu vực qua Bình Định. Vâng, qua đây thì kênh Quân Nhân City sẽ cập nhật rộng ra toàn cảnh về nút giao tại khu vực phường Nhân Hòa của thị xã An Nhơn. Vâng các bạn, đây là những hình ảnh các con đường phía xa xa, đó là nút giao lên xuống của khu vực tại phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Vâng, theo thông tin của Quân Nhân City là tại địa bàn của tỉnh Bình Định có 8 nút giao liên thông. Về nút giao liên thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cơ bản thống nhất là bố trí 8 nút giao lên xuống thuộc địa bàn của thị xã Hội Nhơn, Hội An, Phú Mỹ, Phú Cát, Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Vâng, các bạn đang xem đây là nút giao tại thị xã An Nhơn, tại phường Nhân Hòa trên quốc lộ 19 các bạn. Đây là nút liên thông số 6 tại khoảng km 0+400. Dự án thành phần Quy Nhơn Chí Thạnh giao liên thông với quốc lộ 19 trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Các bạn ở khu vực này thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy nút lên xuống ở phía trên đường quốc lộ 19 đối diện với cổng khu công nghiệp Nhân Hòa đó các bạn, bên tay phải. Và các bạn, đây là khu vực ra vô của cao tốc đoạn này các bạn. Và khu vực này thì kênh Quân Nhân City sẽ bay cao hơn để các bạn có thể thấy được cái nhìn toàn cảnh của nút giao thông khá là lớn tại khu vực phường Nhân Hòa này.